thả xuống trước các bạn. Wow, wow. Đây, đó, bắt đầu. Wow, 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 wow. Rau. Wow, 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 wow. Ôi, xe cũng thương chạy kêu gọi nào đó. Wow. Đây là hello, xin chào tất cả các bạn luôn các bạn ơi. Hôm nay tiếp tục mình sẽ đi kiếm những chiếc xe đồ chơi nha các bạn. À, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh Phạm Vũ Vlog 67 luôn các bạn ơi. Đây, hôm nay tiếp tục mình sẽ đi tìm những chiếc xe đồ chơi nha các bạn. Và đây có vòng vòng cái vườn mai đây các bạn ơi. Bắt đầu các bạn. Wow. Có những cây mai đây các bạn. Mai ngọ mới lớn luôn các bạn ơi. Wow. Wow, ở đây có những chiếc xe luôn các bạn ơi. Đây, đây có những chiếc xe luôn các bạn. Đây xe lửa các bạn ơi. Đây một chiếc xe lửa nha các bạn. Xe lửa mất tiêu hết một cái đầu rồi các bạn. Ui, cái đầu đây phía cái đây cấp lên các bạn ơi. Ồ đây còn một chiếc xe cần cẩu móc luôn các bạn ơi. Ồ xe cần cẩu móc các bạn. Đây một chiếc xe cần cẩu móc nha các bạn. Qua wow, đây một chiếc xe cần cẩu móc luôn các bạn ơi. Xe cần cẩu móc. Ừ, xe cần cẩu móc màu xanh luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Ê thấy không các bạn. Qua wow, còn nữa nha các bạn. Đây, đây chúng ta có gì đây. Qua wow, một con bạch tuộc luôn các bạn ơi. Qua wow, đây một con bạch tuộc khổng lồ luôn các bạn. Đây còn đây, đây một chiếc xe thang các bạn ơi, một chiếc xe thang cứu hộ các bạn. Qua wow, một chiếc xe thang cứu hộ luôn các bạn ơi. Ừ, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Một chiếc xe thang cứu hộ nha các bạn. Rồi đây chúng ta có được một đống luôn nha các bạn. À, tiếp tục thôi các bạn ơi, tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm những chiếc xe khác luôn các bạn ơi. Đây có những cây mai rất tuyệt vời, cây mai rất đẹp luôn các bạn. Ồ, mai các bạn ơi. Đây cây con trang luôn. Rồi bắt đầu hành trình đi các bạn. Quá wow, ở đây quá nhiều xe luôn các bạn ơi, ở đây quá nhiều xe luôn, có nguyên đội xe cứu hộ luôn các bạn ơi. Đây ở đây có nguyên đội xe cứu hộ luôn nha các bạn. Đây, nguyên đội xe cứu hộ luôn các bạn ơi. Nguyên đội xe cứu hộ quá tuyệt vời. Có cả đầu xe lửa luôn các bạn ơi. Đây một chiếc đầu xe lửa nha các bạn. Ừ, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đầu xe lửa các bạn. Ừ, đây xe chở xăng dầu luôn các bạn ơi. Đây chiếc xe chở xăng dầu luôn nha các bạn. Ừ, còn đây các bạn ơi, một chiếc xe cứu thương luôn các bạn. Ồ, một chiếc xe cứu thương có nóc gài luôn nha các bạn. Quá wow, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Một chiếc xe cứu thương rất là dễ thương luôn nha các bạn. Đây một chiếc xe cứu thương rất là dễ thương nha các bạn. Ôi xe màu trắng nè các bạn, có cả màu hồng luôn các bạn ơi. Đây bắt đầu chúng ta sẽ dễ thương luôn các bạn ơi. Đây tiếp theo luôn các bạn, đây là một chiếc ô tô tải cứu hộ luôn các bạn ơi. Ừ, đó thấy không, tuyệt vời luôn các bạn. Chúng ta còn nữa các bạn ơi. Đây chúng ta có trực thăng cứu hộ luôn các bạn. Đây một chiếc trực thăng cứu hộ luôn các bạn ơi. Má hồng hồng luôn các bạn. Ừ, quá đẹp luôn các bạn ơi. Ồ một chiếc trực thăng cứu hộ luôn nha các bạn. Ừ, quá tuyệt vời luôn các bạn. Ừ, chúng ta có cả trực thăng cứu hộ luôn các bạn. Còn tiếp theo luôn các bạn, đây là một chiếc xe bồn các bạn, một chiếc xe chở cát đá bê tông luôn các bạn ơi. Ồ, quá tuyệt vời, quá đẹp luôn không các bạn. Ê, nháy một mắt luôn nha các bạn ơi. Đây nháy một mắt luôn các bạn ơi. Còn đây các bạn, đây một chiếc xe đầu kéo luôn các bạn ơi. Một chiếc xe đầu kéo nha các bạn. Một chiếc xe đầu kéo hai mắt còn xe khá là dễ thương luôn các bạn ơi. Ồ, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ để bên đây luôn các bạn ơi. Còn đây, ồ đây một chiếc xe lưu, một chiếc xe bồn các bạn, một chiếc xe bồn trộn bê tông mini các bạn ơi. Một chiếc xe bồn màu xanh, bánh màu xanh quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây chúng ta sẽ bỏ đây luôn các bạn ơi. Đây các bạn, ồ quá tuyệt vời luôn không các bạn. Đây chúng ta sẽ gom lại đây luôn nha các bạn. Đây một chiếc xe móc các bạn, một xe cần cẩu móc các bạn ơi. Đây một chiếc xe thang cứu hộ luôn các bạn ơi. Đây chúng ta có cả bạch tuộc luôn nha các bạn.
Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây một chiếc xe lửa luôn các bạn ơi. Coi chúng ta sẽ đi vòng vòng các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi vòng vòng coi còn những thứ gì nữa không nha các bạn. Rồi. Đây là một gốc mai luôn các bạn ơi, một gốc mai. Một gốc mai. Đây bắp chuối non luôn nha các bạn. Wow. Cảnh này quá tuyệt vời luôn các bạn. Wow. Ở đây còn nữa các bạn ơi. Đây nè các bạn. Đây là một chiếc xe tải các bạn ơi. Đây một chiếc xe tải nha các bạn. Ồ, một chiếc xe tải các bạn ơi. Đây một chiếc xe tải luôn các bạn ơi. Thì đây một chiếc xe tăng các bạn ơi. Wow, một chiếc xe tăng siêu xịn sò luôn các bạn ơi. Ồ, một chiếc xe tăng nha các bạn. Đây. Còn đây các bạn. Ồ, một chiếc xe bồn trộn bê tông luôn các bạn ơi. Một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu xịn sò các bạn ơi. Màu xanh trong suốt luôn các bạn. Wow, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ồ, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Vậy là hôm nay chúng ta đã tìm được. Đây. Chúng ta tìm được này các bạn. Chúng ta tìm được này ngoài các bạn ơi. Nguyên một đội xe cứu hộ luôn nha các bạn. Ồ, nguyên một đội xe cứu hộ và xe cứu thương luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Dạ. Ở đây các bạn. Ở đây. Wow, ở dưới đó có cái gì nữa các bạn. Ồ. Ồ, bắt đầu chúng ta ơi sẽ dùng hai cái miếng ván này các bạn. Ồ, chúng ta sẽ dùng hai cái miếng ván này. Chúng ta sẽ cho đội xe cứu hộ xuống nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ cho đội xe cứu hộ xuống trước các bạn ơi. Ồ, chúng ta sẽ cho đội xe cứu hộ xuống các bạn ơi. Đây trước tiên các bạn, đây trước tiên là một chiếc xe tải các bạn. Ồ, xe tải cỡ nhỏ nha các bạn. Đây một chiếc xe tải chúng ta sẽ thả xuống trước các bạn. Wow, đã rớt xuống dưới luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo luôn các bạn ơi, chúng ta có một chiếc thùng trộn bê tông các bạn ơi. Đó bắt đầu wow, đã lật giữa đường luôn các bạn ơi. Đây tiếp theo là một đầu xe lửa luôn nha các bạn. Một đầu xe lửa luôn các bạn ơi. Bắt đầu quá tuyệt vời, chiếc xe lửa chạy quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo luôn các bạn ơi, đây đây một chiếc xe đầu kéo luôn các bạn. Wow, một chiếc xe đầu kéo đã rớt rồi các bạn ơi. Đây một chiếc trực thăng các bạn ơi. Wow, một chiếc trực thăng đã rớt giữa đường luôn các bạn ơi. Còn đây là một chiếc xe chở cát đá vậy đây các bạn ơi. Rồi rớt luôn các bạn ơi. Còn đây, đây một chiếc xe cứu thương các bạn ơi. Đây một chiếc xe cứu thương các bạn. Bắt đầu. Ui, xe cứu thương chạy. Đã dừng giữa đường luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo các bạn, một chiếc xe chở xăng dầu cứu hộ luôn các bạn ơi. Một chiếc xe quân đội nào đó. Đây là một chiếc xe cứu thương rớt xuống dưới luôn các bạn ơi. Đây tiếp theo, đây một chiếc xe quân đội luôn các bạn ơi. Oh, wow, wow, wow. Chạy lỡ đi các bạn ơi. Chiếc xe chạy. Này bắt đầu. Wow, wow, wow. Wow. Chạy lọt dưới luôn các bạn ơi. Đây chúng ta một chiếc xe cần cẩu các bạn. Ôi một chiếc xe cần cẩu các bạn ơi. Wow, 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 wow. Quả dữ luôn, đã rớt xuống luôn các bạn ơi. Tiếp theo đây các bạn, một chiếc xe bột, một chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Oh, một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Chạy rồi. Bạn dữ luôn các bạn ơi. Đây. Tiếp theo các bạn. Ồ. Tiếp theo các bạn, một chiếc xe lửa khá dài luôn các bạn ơi, một chiếc xe lửa khá dài luôn nha các bạn. Ừ, một chiếc xe lửa khá dài luôn các bạn ơi. Wow. Đây lọt bên đây luôn các bạn ơi. Đây chúng ta sẽ đi nhìn lại những cái chiếc xe coi các bạn ơi. Đây. Wow, đã rớt nằm lặn đã trơn rồi các bạn. Đây. Ô. Nè. Đây bắt đầu chạy lại nha. Quá mạnh luôn. Quá quá. Nè, quá dữ luôn các bạn ơi. Đây. Đây này các bạn. Đây bắt đầu rồi.
Wow, xe con mà động cơ quá mạnh các bạn. Wow, wow, wow. Ngồi lọt xuống luôn các bạn. Đây, tiếp theo một chiếc trực thăng luôn các bạn. Một chiếc trực thăng. Đó, chạy. Ồ, cứ chạy hết trơn nó lọt chứ các bạn. Ồ, một chiếc trực thăng chạy quá dữ luôn các bạn. Đây. Đó. Wow, gỡ xuống luôn các bạn. Rồi đây một chiếc xe bồn luôn các bạn. Ồ, wow, wow, wow. Quá dữ luôn các bạn ơi. Rồi đây rồi. Rồi, quá nhiều xe luôn nha các bạn. Buổi hành trình tìm những chiếc xe và thả dốc, và thả dốc xe đội xe cứu hộ các bạn ơi. Rồi đây thì video mình đến đây cũng kết thúc luôn các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo luôn các bạn ơi. Đây, thấy hay cho mình xin một like đăng ký kênh nha các bạn, để ủng hộ kênh mình ngày càng phát triển các bạn ơi. Tạm biệt tất cả các bạn luôn.